đầu xuân sẽ vắng tiếng lời đầu năm tha thiết bao la. Cực kỳ đã quá nhá. Dòng Class TD thì tiếng nó rất là hay rồi. Class TD và dòng con này thì có báo nhiệt độ này, có báo chế độ ở trên đang và đánh CT này. 1800 nó một kênh thôi nhá. Dòng này thì chất hết phun đô xúc kép rồi tất cả các thể loại loa. Các bác chơi loa nào cũng được. Chơi xúc kép cũng được mà chơi phun đô cũng được, và đặc biệt tại cái dòng Class TD này cái đánh phun đô thì thích bởi vì lời của nó quá hay. Các bác nghe thử đây, em test tín hiệu này từ điện thoại này cắm vào. Đây nhá, từ điện thoại cắm vào đánh thẳng ra loa, bác nghe thử. Tiếng như rót mật vào tai luôn, rất là hay. Dòng này thì cực khủng rồi nhá, dành cho bác nào mà ví dụ làm sự kiện hoặc là thích chơi những dòng công suất lớn. Có nhìn vào nguồn của nó, là nặng ngoài 30 cân. Class TD nhưng mà lại sử dụng nguồn là nguồn nó là nguồn xuyến nhé, nguồn cực kỳ to, và nguồn xuyến này thì nó sẽ rất là lành và bền. Dòng Class TD mà dùng nguồn xuyến là cực kỳ khủng luôn. Nó tụ của nó đây, tụ con này tụ toàn tụ 200V mà 2, 4, 6, 8 tụ nhé, 8 tụ, quạt gió êm, cực kỳ êm, Class TD mới nhé. Thì ngày hôm nay thì hơi sóng mấy cái dòng này, công suất cực khủng luôn. À, ngày mới về, đấy. Đây là ra loa này, tín hiệu vào này, có đường link nữa nhé, đường link đầy đủ. Chiếc đẩy này thì giá của nó là 5.500.000, cực kỳ rẻ nhé. Bán cho bác giá cực kỳ rẻ luôn, 5.500.000 một chiếc đẩy bãi, 1.800 một cây. Class TD, bác nào đặt hàng liên hệ sớm với em nhé, số điện thoại bên em là 0385 2228, xin chào bác nhé.